Loại sụn nào là tốt nhất? Hiện nay có rất nhiều cái tranh cãi. Người thì nói là sụn Hàn Quốc là tốt nhất, người thì nói là sụn Suriform là tốt nhất, người thì nói là sụn silicone của Mỹ là tốt nhất. Thế thì để biết được loại sụn nào tốt nhất thì đòi hỏi bác sĩ đó phải có kinh nghiệm, thường là phải trên 10 năm và chúng ta phải phẫu thuật trên 10.000 ca mũi thì chúng ta mới biết điều này. Thì tôi đã mổ rất nhiều cái ca mũi mà trước kia họ đã mổ từng 20 năm, thậm chí là 30 năm trước kia. Thế thì khi mình mở ra thì mình mới thấy được à, cái sụn nào khi cấy ghép vào cơ thể là nó tốt nhất. Thì rất ít bác sĩ chia sẻ điều này. Còn các bạn nói cái này tốt kia tốt thì đôi lúc là cảm tính của các bạn. Thì theo bác sĩ thì có những loại sụn mà nó có một cái thời gian rất là tốt. Đó là sụn silicone của Mỹ, thì nó cho một cái thời hạn sử dụng rất là tốt và rất lành với cơ thể của mình. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào cái tay nghề của bác sĩ và mình đặt ở cái lớp nào của vùng mũi nữa, cái phương pháp nào nữa. Loại sụn thứ hai có thể kể đến là Suriform. Suriform thì một cái loại sụn rất đắt tiền hiện nay và nó tạo hình cũng rất là khó, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm mới có thể tạo hình được, cho nên thường cái giá nó sẽ mắc hơn sụn silicone. Với cái kinh nghiệm của tôi thì dùng Suriform thì cũng tương đối tốt, nhưng mà so với bề dày lịch sử thì cái Suriform này nó cũng mới sau này, cho nên là tôi cũng mới đánh giá được khoảng trên 10 năm nay thôi. Còn những cái thời gian dài hơn thì cần một thời gian sau để đánh giá nữa. Một số trường hợp nữa là các bạn muốn sử dụng sụn tự thân hoàn toàn, ví dụ như sụn sườn để đặt sóng mũi thì cũng là một giải pháp rất là tốt, và tôi đã từng mổ những ca như là sóng mũi bằng sụn sườn 100% mà sau đó phải sửa lại. Do cái sụn sườn thường sau một thời gian thì nó bị tiêu đi và nó tiêu không đều, nên nó tạo ra cái mũi bị cong méo vẹo và cái nhấp nhô cái sóng mũi nó gồ ghề, cho nên là người ta phải sửa lại, rồi cuối cùng mình cũng phải thay bằng sụn silicone hoặc là sụn Suriform thôi, chúng ta không để lâu được. Rồi một cái dạng sóng mũi nữa là người ta dùng xương tự thân, như là dùng xương sọ hoặc là xương màu chậu để mà nâng sóng mũi, và nhiều người nói rằng tự thân là tốt nhất, cũng không phải. Những cái chất liệu này thì nó cũng đều có những cái mặt tốt cũng như hạn chế nhất định. Nên tóm lại, sụn nào là tốt nhất thì nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của từng bác sĩ phẫu thuật nâng mũi họ, và tùy thuộc vào cái phương pháp nâng mũi, môi trường nâng mũi cũng như là cách thức chúng ta nâng mũi. Chúng ta cứ đến bác sĩ có kinh nghiệm thì sẽ tư vấn cho chúng ta chúng ta nên dùng sụn gì là tốt nhất. Còn chúng ta không nên nghe một số cái bạn mà không có kinh nghiệm cứ nói cái này tốt, cái kia tốt, thì tôi thấy là những cái điều các bạn nói gần như là không có đúng và không có đủ kinh nghiệm cũng như kiến thức để mà hiểu biết vấn đề này.